ba con giáp may mắn nhất từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng một Tết, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc, cực giàu. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, may mắn là điều mà ai cũng mong muốn sở hữu. Có người dù nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn gặp phải những khó khăn, trở ngại. Trong khi đó, có những người dường như được trời ban phúc lành, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, theo tử vi và phong thủy, mỗi năm đều có những giai đoạn mà vận khí của một số con giáp sẽ thay đổi đáng kể, mang đến cơ hội phát tài, phát lộc. Và từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết, có những con giáp sẽ đặc biệt gặp vận may, thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết. Giai đoạn cuối năm này, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng hội tụ, các con giáp may mắn nhất không chỉ gặp được quý nhân phù trợ mà còn có cơ hội mở rộng sự nghiệp, thu về nhiều tài lộc. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện những dự án mới hay đưa ra các quyết định quan trọng. Vận trình tốt đẹp trong thời gian này sẽ giúp họ không chỉ đạt được thành công về tài chính mà còn tận hưởng hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và tình cảm. Vậy, những con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn và thịnh vượng nhất từ sau rằm tháng 9 âm đến mùng 1 Tết? Hãy cùng Vũ Trụ Tử Vi khám phá ngay trong phần luận giải chi tiết dưới đây để xem liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé. 1. Tuổi Tý. Người sinh năm Tý được dự đoán là một trong những tuổi gặp hung hóa cát, may mắn nhất từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết. Những người sinh năm Tý trong thời gian này sẽ gặp một số người có ảnh hưởng. Họ có thể là chuyên gia trong ngành hoặc đã có thành tích vẻ vang được nhiều người ngưỡng mộ. Thiết lập mối quan hệ tốt với những người này sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho con giáp tuổi Tý. Sự hỗ trợ của đối phương có thể mở ra cánh cửa thành công cho những người tuổi Tý và giúp họ đạt được kết quả tốt hơn trong sự nghiệp. Đối phương không chỉ là người cung cấp tài nguyên mà còn có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đó sẽ là tài sản quý giá cho những người tuổi Tý tại nơi làm việc, giúp họ đạt được những đột phá và thành công lớn hơn. Con đường tài lộc của người tuổi Tý cực kỳ hanh thông trong thời điểm này. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể gặt hái được thành quả tương xứng. Với người làm công ăn lương, bạn có thể được tăng lương hoặc được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và thành tựu đã đạt được. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc, dễ nghe theo ý kiến của người khác nữa mà có đầu óc minh mẫn, sáng suốt, đưa ra được những quyết định chính xác. Bạn có thể tự tìm được những mối hợp tác hoặc quy mô kinh doanh phù hợp với mình, đem tiền về đầy túi. Nếu bạn từng gặp rắc rối với các vấn đề về các mối quan hệ của mình trong thời gian trước đó, đừng lo lắng, bởi vì bạn có thể thấy mọi thứ sẽ có sự thay đổi tích cực trong giai đoạn tới. Mâu thuẫn với đối tác, gia đình và bạn bè có thể được giải quyết và các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để xây dựng các mối hợp tác mới và củng cố các mối quan hệ hiện có. Ngoài ra, sức khỏe của bạn cũng có chuyển biến tích cực trong giai đoạn này. Hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Nhìn chung, từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết sẽ là thời điểm người tuổi Tý chuyển vận rủi thành vận may, nên nắm bắt cơ hội, tích cực đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, tin tưởng vào khả năng của chính mình thì tương lai sẽ đầy viên mãn. 2. Tuổi Thìn. Những người sinh năm Thìn cũng sẽ đón nhiều may mắn từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết. Khoảng thời gian này có thể mang lại cho bạn sự ổn định và bình tĩnh, cho phép bạn gặp dữ hóa lành. Sự phát triển sự nghiệp của tuổi Thìn giai đoạn cuối năm nếu được quý nhân dìu dắt sẽ mở ra một bước đột phá lớn. Quý nhân này có thể là một lãnh đạo cấp cao hoặc một đối tác được nhiều người yêu mến. Họ cũng mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội và nguồn lực hơn để giúp tuổi Thìn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Người tuổi Thìn phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tích cực hợp tác với quý nhân đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nhờ vậy sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong công việc. Về mặt tài lộc, Thìn được dự báo cũng sẽ gặp được một nhân vật quan trọng. Quý nhân này còn mang đến sự giàu có bất ngờ, hoặc gia tăng sự giàu có của tuổi này thông qua một số cơ hội và dự án nhượng quyền. Bản mệnh nên nắm bắt những cơ hội này và đưa ra những quyết định sáng suốt để điều kiện kinh doanh của mình phát triển tốt hơn. Đồng thời, bản mệnh cũng nên duy trì thái độ thận trọng và vững vàng, tránh mạo hiểm mù quáng thì mới có thể đảm bảo sự phát triển ổn định về mặt tài chính. Nếu bạn từng buồn phiền về các vấn đề gia đình thì có một tin tốt là giai đoạn này có thể mang lại một số cải thiện cho bạn.
mối quan hệ gia đình có thể thêm hài hòa hơn và không khí gia đình sẽ trở lại ấm áp như trước đó. Đây là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ với các thành viên trong gia đình và giải quyết các mâu thuẫn tồn tại đã lâu. Không chỉ vậy, sự ổn định trong cuộc sống của bạn có thể tăng lên, khiến bạn cảm thấy bình tĩnh và yên tâm hơn. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch dài hạn và đặt mục tiêu, vì những nỗ lực của bạn có thể được đền đáp nhiều hơn trong tương lai. 3. Tuổi Tỵ. Từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết, người tuổi Tỵ có thể sẽ đón một làn sóng vận may mạnh mẽ. Có thể bạn đang loay hoay trong một môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và không mấy thoải mái, nhưng đây chính là lúc để bạn thể hiện tài năng của mình. Những người tuổi Tỵ rất linh hoạt, thông minh, giỏi nắm bắt cơ hội và đương đầu với thử thách. Thời điểm này bạn sẽ được gặp quý nhân của cuộc đời mình. Người ấy mang lại cho bạn trí tuệ và nguồn cảm hứng. Sự khéo léo và nhanh nhẹn của quý nhân này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của người tuổi Tỵ. Sự trợ giúp và nguồn cảm hứng quý giá giúp cuộc sống và công danh sự nghiệp của bạn trở nên trọn vẹn hơn. Xem tử vi thấy rằng, những nỗ lực và sự kiên trì của bạn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho sự nghiệp và tài chính của bạn, đồng thời bạn sẽ mở ra một số cơ hội và thành công đột phá. Đừng sợ thử thách, hãy tin vào khả năng của mình và không ngừng theo đuổi mục tiêu, rồi bạn sẽ thấy mọi việc chuyển từ xấu thành tốt, xứng đáng với nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Hãy nhớ giữ thái độ tích cực và phát huy cao độ năng lực cũng như quyết tâm của bạn. Đây sẽ là mùa của hy vọng và cơ hội. Dù trong sự nghiệp hay tài chính, hãy nắm bắt những cơ hội này và theo đuổi nhiều thành công và trở nên giàu có hơn. Từ sau rằm tháng 9 âm đến mùng 1 Tết, người tuổi Tỵ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc. Nếu muốn tìm được người phù hợp thì bạn cần có cách đánh giá mọi người chính xác. Hãy quan sát hành động của đối phương chứ đừng chỉ tin vào những lời ngon tiếng ngọt. Với người đã lập gia đình, con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, chớ vì một phút ham vui mà thành ra sa ngã, khiến hạnh phúc gia đình bị đe dọa, tự hủy hoại thanh danh của mình. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ ngắn gọn của KB Tử Vi về những con giáp may mắn nhất từ sau rằm tháng 9 âm lịch đến mùng 1 Tết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.